Này thiện hiện tu trừ bỏ bốn niệm trụ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện tu trừ bỏ thánh đế khổ là tu bát nhã ba la mật đa, tu trừ bỏ thánh đế tập diệt đạo là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ bốn tịnh lự là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ bốn vô lượng là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ bốn định vô sắc là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ tám giải thoát là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ tám thắng xứ là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ chín định thứ đại là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ mười biến xứ là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ bỏ pháp môn giải thoát không? Là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện tu trừ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là tu bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện tu trừ bỏ năm loại mắt là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ sáu phép thần thông là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ pháp môn tam ma địa là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ pháp môn đà la ni là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện tu trừ bỏ mười lực phật là tu bát nhã ba la mật đa tu trừ bỏ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng là tu bát nhã ba la mật đa